Trên dạng mà không vô nước hả? Dạ không. Hay vậy ta. Bởi vì nó có con vợ ở trên á. Làm xong là giống như mới luôn không? Cái bữa nào anh lấy cái chiếc kia chứ đâu có đâu, đâu, ở trong cái này có một cái dòng cao su nữa, tức là quan trọng là mấy cái dứt điện đúng không? Anh đúng rồi, đúng rồi. Còn cái máy thì không sợ đúng không? Máy thì nữa là cái máy thì sợ cái hộp gió thôi, mình phải che là hộp gió, không cho nó vô nữa. Để hộp gió thì mà nước vô để cho hút vô không sao? Thì che là để không có là vậy là cái đầu sau cái là cái mấy cái con máy dưa này đụng vào ngon, chúng ta thấy là con bụi xung quanh là nó đi, nó dơ đúng không?